Vào khoảng cuối tháng 9, mình đã mang tới cho anh em một bộ PC gần full các linh kiện đến từ AMD. Tuy nhiên thì bộ PC đó có mức giá tương đối cao một chút, vào khoảng trên 20 triệu đồng, sử dụng combo chính là Ryzen 5 3600 và RX 5700XT. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho anh em bộ PC yêu hơn bộ đó một chút. Thì đầu tiên đó chính là bo máy chủ được mình lựa chọn ở đây là MSI B450 Tomahawk Max, có đầy đủ những thứ xịn sò mà anh em có thể nhận được so với số tiền bỏ ra. RAM 16GB, 2 thanh 8GB với bus 3000, thì CPU của AMD được hưởng lợi rất nhiều từ bus RAM, nên một thanh RAM có bus cao thì luôn là một điều cần thiết. CPU có thể nói là mới, đó chính là Ryzen 5 3005. Thì về cơ bản CPU này sẽ là 6x6 luồng, thông số sẽ gần tương đương so với i5-9400F. Tuy nhiên thì hiệu năng sẽ yếu hơn một chút, vì thế mức giá sẽ rẻ hơn từ 200 đến 300 nghìn. Đấy là mức giá bán lẻ, và mình thấy mức giá đó tương đối là hợp lý. Về còn cao đồ họa thì sao? RX 5700 không có XT. Và đây là phiên bản tản nhiệt lồng sóc, một phiên bản có thể nói là tiêu chuẩn, mà anh em đừng vội đánh giá là nóng. Thì mình có thể show cho anh em sơ qua một chút về phần bài test Firmax. Thì với cái mức nhiệt dưới 80 độ thôi thì theo ý kiến đánh giá cá nhân của mình, đó là mát rồi với hệ thống tản nhiệt lồng sóc. Mình thì mình rất thích các phiên bản tản nhiệt lồng sóc, bởi vì nó sẽ giúp hút gió từ trong cây ra. Những bạn nào sử dụng cách mà hơi bí một chút ấy, sử dụng phiên bản lồng sóc này, nó sẽ hút gió từ trong và nó thổi ra ngoài, sẽ giúp cây thông thoáng hơn. Còn lại thì ở đây sẽ sử dụng một bộ nguồn Giga 650W, một SSD 240GB, vòng vỏ cây Apollo. Nếu như anh em mua lẻ từng linh kiện này thì mức giá sẽ loanh quanh ở 18 đến 19 triệu đồng tùy từng nơi bán. Tuy nhiên ở Alpha Computer sẽ giảm giá bộ PC này xuống ở mức 15.799.000 đồng, và chỉ có duy nhất 6 bạn nhanh nhất tới với Alpha Computer thì mới có thể mua được bộ PC này với mức giá hấp dẫn như vậy. Anh em hãy nhớ chỉ có 6 bạn mà thôi. Và bây giờ sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng tổng quan để anh em có một cái nhìn rõ ràng nhất về bộ PC này. I believe that there's a simple
Và để kết thúc video thì anh em đừng quên, trong tháng 12 này Alphard Computer tổ chức rất nhiều các chương trình khuyến mãi, ưu đãi theo kèm. Thì link của chương trình khuyến mãi mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video sau.